Còn cái rank ý, thì từ tôi sẽ nói với các bạn về cái rank sau. Đây, tôi sẽ nói với các bạn về cái rank này này. Để tôi vào game cho tôi nói với các bạn về cái rank. Tôi biết là nhiều người quan tâm là ngày nào nó ra nhưng tôi không nói được. Tôi không nói được. Bởi vì có nhiều lý do lắm. Nhiều lý do lắm các con rời ạ. Ok. Cái rank ý thì các bạn cứ hình dung là hôm qua tôi cũng chỉ nói một cách úp úp mở mở là không lâu mà cũng không nhanh. Thì anh em cứ biết tính tôi rồi đấy. Có những thứ tôi không nói được, mặc dù tôi biết, mà tôi cứ gọi là úp úp mở mở để cho anh em tự đoán với nhau thôi. Cố gắng đợi đi, không lâu ở đâu là được chơi rồi. À thằng Mạnh nó nói ngày 18 ra. Ừ tức là được nói rồi. Thì là ngày 18 đéo gì. Ôi trời ơi tôi tưởng chưa được nói. Thằng Mạnh mà nói là ngày 18 rồi thì là ngày 18. Thế thôi. Có nhiều những cái mà tôi cũng không biết là có được nói hay không nữa. Nói ra thì mẹ lại bị đuổi việc. Mà không nói thì lại bứt rứt. Nhưng mà đấy, thằng Mạnh nó nói là ngày 18 thì là ngày 18 rồi đấy các bạn ạ. Ngày hôm nay tôi sẽ cố gắng lên đỉnh càng nhiều càng tốt. Một dạng như kiểu là tập dượt để cho chuẩn bị cái ngày rank nó ra. Và cũng nhân đây cũng nói luôn, ngày hôm qua nói rồi mà nhắc lại là đến cái ngày 18 đấy thì tôi lại cái đi có việc rồi. Đợt này thì tôi đang về để xin lỗi vợ. Cái này thì nói luôn không giấu gì các bạn. Đợt vừa rồi tôi làm sai nhiều thứ thì tôi đang phải về xin lỗi vợ để hàn gắn với vợ. Nên là ngày 17 tôi bắt đầu có một chuyến du lịch một tuần đi Bali cùng với vợ. Nên là hy vọng là anh em đừng có track, đừng có track cái gì Mạnh An. Mạnh An đi xong Mạnh An sẽ về và đánh đánh rank bù cho anh em sau. Chấp bọn nó đi trước vài cột điện, sau đấy thì tôi đánh sau, tôi vẫn lên cao cao thủ, đại cao thủ thách đấu bình thường ấy mà. Cảm ơn bạn Minh Luân để tặng sao. Mạnh An nhuộm được sang Philippines à, cũng có thể, cũng có thể. Cũng có thể, bạn nói thế cũng được. Tôi nhuộm mà tôi đi chơi, tôi nhuộm mà tôi đi làm. Đơn giản là tôi nhuộm là vì tôi muốn cái chính xác cái lý do mà tôi nhuộm tóc ấy là tôi muốn quên đi cái con người cũ mẹ tệ bạc của mình. Tôi muốn đổi mới bản thân một chút. Thế thôi, cũng không có ý gì to tát quá. Game sau là Zero hết treo bàn phím, tuy là chuẩn luôn. An sợ vợ. Ừ, tôi sợ vợ lòi ra. Tôi nghĩ là các bạn cũng nên sợ. Tôi nghĩ là các bạn cũng nên sợ thật. Chả tội gì mà không sợ vợ. Ai, chính ra viewer của tôi rất là thiện lành đấy nhá. Tôi thề các bạn, viewer của tôi rất thiện lành luôn. Có nhiều ông nói với những cái câu mà thấm thía mà cảm giác đến bây giờ tôi cảm thấy thấm cực kỳ. Hôm qua có cái ông nào nói cái câu gì mà một người có 1.000 nơi để đi nhưng chỉ có một chốn để về. Ôi tôi nghe xong câu đấy tôi thấy đúng thế đi mẹ. Tôi thấy đúng thật đấy. Quả đấy mà có ông ấy ngồi đây là tôi hôn lên một cái rồi đấy. Cày vãi lìn. Cảm ơn tôi đang tặng sao nhá. À thằng chó Cường này bắt đầu tinh tướng đấy. 1 tháng mẹ trộm được 50 triệu mà mày tinh tướng à? Mày tưởng thế là hay à Cường? Tao mách vợ mày bây giờ chứ thằng danh con này liệu hồn ăn trộm tiền của vợ mà cứ như là giải phóng được dân tộc ấy, khoe loạn lên cả lên là bố tiên sư ông nhõi. Về nhớ tặng quà yên tâm. Đây nha, để tôi bật con mẹ nó mí cho các bạn nghe cái này nha. Đợi tôi một tí nha. Nhơ 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 nhơ. Đợt này về tôi đi một tuần về thì chắc là nó cũng rơi vào khoảng tầm ngày 20 hai mấy ta 24 25 gì đấy là tôi về đến Hà Nội. Thì tôi sẽ bắt đầu tổ chức event trước, tức là tổ chức họp. Tôi sẽ tổ chức một cái buổi họp ở ngoài Hà Nội trước cho những cái anh em mà yêu Team Fight Tactics ở Hà Nội. Ok chưa? Về mặt họp thì ban đầu tôi nghĩ rằng là anh em lại đi uống cà phê. Ơi đủ mẹ không có đồ, căng rồi. Về mặt họp ấy thì ban đầu tôi nghĩ là anh em đi uống cà phê chém gió nhưng thế không hay.
Nên tôi đã liên hệ với King of War rồi. Mà King of War thì các bạn biết là ai rồi đúng không? King of War bây giờ nó có một cái chuỗi rất nhiều những cái quán net. Rất nhiều những cái quán net. Đợi một chút để mua đồ đã xong rồi tính tiếp. King of War nó có một chuỗi những cái quán net King of War thì tôi đang xin tài trợ của nó. Nó là xin tài trợ cho nó to tát, nhưng ý đại loại là nhờ thằng em là bây giờ thì thằng anh đến tổ chức cái event, tổ chức off ở đấy thì thằng em gọi là miễn phí tiền máy. Không có tiền. À không có tiền game ở đây 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 đợi tí đợi tí đợi tí đợi tí. Đợi tí. Ờ mẹ cái tiếng game này nó cứ ngao ngao ngơ ngơ. Đang chỉnh tiếng game nha anh em đợi chút. Ôi tôi chết mẹ, tao chỉnh linh tinh cái gì mất cả cam rồi. Đậu xanh rau muống. Ok cam đây rồi này. Đợi tí nhá, đợi tí nhá, đợi tí nhá, chỉnh tiếng game sau, bình tĩnh, bình tĩnh. Tiếng game như hôm qua đấy, giờ thế sao cái OBS này nó không lưu lại setting nhở, cay vách cả lin. Alo 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 alo. Ồ hay thật chứ. Headset, headphone. Alo, 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 alo. Có rồi đấy. Có rồi đấy. Đúng không? Ờ, quay đi quay lại vẫn chưa mất máu này. Anh em check của tôi xem là có rồi đúng không? Chắc chắn luôn có rồi. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, alo, alo, có chưa? Đó, có rồi, ok. Rồi ok. Đó. Đấy nha, bây giờ thì khi mà có tiếng in game rồi bắt đầu quay lại nói chuyện tiếp về cái vụ mà off, ok chưa? Thì tôi sẽ off ở quán net của King of War. Đấy là trong ý tưởng nhá, đấy là trong ý tưởng thì là như vậy. Tôi sẽ thuê, nói là thuê thì không phải, King of War nó có nhu cầu là ý là anh mà cần thì tài trợ tiền tiền net thì anh em tập trung ở đấy gọi là giao lưu mời vài ván team fight tactic, sau đấy thì ngồi chém gió với nhau cho nó vui. Ok. Yên tâm, anh em đến giao lưu với tôi không bắt anh em phải bỏ tiền máy ra đâu. Anh em chưa gì đã lo lắng rồi. Chưa gì đã lo lắng vớ vẩn. King of War mấy thì chưa biết. King of War mấy thì chưa biết. Nhưng mà hôm nay có nhờ vả King of War rồi thì nó bảo ok, sếp cứ yên tâm thế này thế nọ. Thì tôi nghĩ là với King of War thì dăm ba cái tiền net thì đã ăn thua gì. Mà anh em mình đến có phải ngồi cả ngày mất tiền net của nó đâu đúng không? Anh em mình đến thì ngồi cùng lắm là giao lưu tầm 3 4 tiếng thôi là căng đét rồi. Cùng lắm là 5 6 tiếng. Đáng bao nhiêu? Quán nét của King of War ở đâu á? Quán nét King of War thì nó ở 1 tỷ nơi, nó có ở 1 tỷ chỗ ấy.
tôi không làm giả ấy. Anh em không hiểu à? Cái event tôi hứa với các bạn sẽ có, nhưng đấy, cái buổi off đấy nó không phải là làm giải, anh em hiểu không? Mà đơn giản là cái buổi đấy là cái buổi mà chúng ta gặp gỡ để giao lưu. Gặp nhau để giao lưu. Giao lưu bằng cách gì? Thay vì ngồi uống cà phê trà đá thì nó lại không thiết thực. Tại sao không gặp nhau chơi cờ luôn? Gặp nhau chơi cờ luôn nó chả vui hơn bao nhiêu à, đúng không? Đó, thì tôi nghĩ là tôi sẽ tìm một cái quán King of War nào mà nó có cái... từ từ đấy nhá. Nó sẽ có cái khu gọi là khu uống nước, khu gọi là khu ba nhỏ ấy, mà có nước, có nôi gì đấy thì anh em vừa có thể chơi game, vừa có thể ra ngồi chém gió được. Đấy, nói chung là như vậy. Cầu Diễn thì tôi nghĩ là hơi xa. Cầu Diễn thì xa quá, thì tôi tìm một cái quán nét nào của King of War mà nó gần gần trung tâm một tí để anh em đi lại cho nó vui. TFT là Teamfight Tactics bạn ơi. Teamfight Tactics là một tên gọi khác của cái đấu trường chân lý này. Cảm ơn sao của Văn Thành nha. Ôi ôi, lời chúc của Văn Thành nó lại thâm thiết. Tinh nhờ, nó là một cái lời chúc, rất chi là lời chúc ấy nhá. Được của Lóa đấy, chim ưng, chim ưng. King of War 2 có chỗ uống nước đấy. Nó hợp lý, tôi đang muốn hướng đến cái đấy đấy. Chiều khúc thì xa quá bạn ạ, chiều khúc thì xa quá. Làm sao để NV bùng cháy như của anh? What the fuck, NV là gì? Tôi đang chưa hiểu NV là cái gì thưa bạn. Căng cực căng cực căng cực căng cực căng cực căng cực. Tôi đang chưa hình dung mà NV là cái gì. King of War Trường Trinh mới mở. Ok ok. Minh Khai đi à? Ok được rồi. Được cái là mối quan hệ của tôi với King of War nó cũng tốt, nên là anh em cứ yên tâm. Nếu mà trong trường hợp xấu nhất mà không, mà không làm gì có chuyện. Chẳng lẽ King of War lại là phải lăn tăn tâm với ít cái tiền tài trợ, không sao đâu. Tôi sẽ xin được tài trợ và anh em mình sẽ gặp nhau ở một quán King of War nào đấy. Giao lưu về Teamfight Tactics, rồi là giao lưu về mọi thứ trên cái trái đất này. Ôi ôi, biểu tượng chuột chũi ở đâu ra? Đâu, biểu tượng nào? Biểu tượng nhân vật à? À, cái nhân vật này đây gì? Này, anh em hỏi những cái gì mà tôi biết đi. Mẹ toàn hỏi những cái thứ tôi éo biết thì tôi trả lời kiểu gì? Trông tôi này thôi, mẹ ngu lắm, không biết cái gì đâu. Trông tôi này mặt đần đần này tôi cũng chả biết cái gì đâu. Anh em toàn hỏi những cái mà tôi không biết. Tôi nhiều khi á, có những cái skin nhá, được tặng hẳn hoi, được bên Liên Minh Huyền Thoại tặng mà tôi cũng chả biết là họ tặng mình. Rồi tự dưng lại có những cái biểu tượng mới, có những cái biểu cảm mới. Thật sự mà nói là tôi không biết nữa, tiếp hiểu kiểu gì luôn. Khỏe nhờ. Mẹ con Barret, Barret 2 khỏe thật. Cái lửa kia kinh thế. Đóng băng lại cái coi, biến hình. Đóng băng, ui, thua rồi. Thì mẹ con này là bắn nó hồi máu làm sao mà giết được nó. Trông anh vẫn ngu. Ừ thì tôi nhận mà, tôi ngu thật mà. Trông thì đẹp trai sáng sủa này thôi nhưng ngu thật. Nhóc gì chứ anh em chửi đúng là lúc nào tôi cũng nhận. Cứ chửi đúng là y rằng là tôi nhận, không phải ước. Yêu em ăn đã sai. 550 máu, 990 máu, ok. Vớ vẩn, sắp có Vên 3 để chơi thì chết tối luôn. Ok, cảm ơn Nguyễn Tiến nhiều nha, Atrox 2. Atrox 2 mũ, quy một ca đam. Trước hết là tôi phải quán triệt với các ông như thế này. Trong cái trò Teamfight Tactics này thì không có Q, W, R, ok. Nó chỉ là dùng chiêu hoặc không dùng chiêu. Các ông lại bị lầm, các ông lại bị nhầm với cả và cả cái trò Liên Minh Huyền Thoại đấu trường công lý. Các ông lại bảo Q, trong này làm gì có Q. Đấy.
thay đổi tư duy để thấy rằng là hai trò rõ ràng là hai chế độ chơi khác nhau, nên là chúng ta cũng cần phải có những tư duy khác nhau thì mới chơi tốt được. Hôm qua làm quả Raven 3, tôi nói thật, đời tôi chơi này, từ bản PBE đến bây giờ này, con duy nhất 4 tiền mà tôi đã lên 3 được là con gì các bạn biết không? Là con Brand. Đúng một lần duy nhất. Đúng một lần duy nhất. Sau đấy thì chưa bao giờ lên được một con nào 3 ở con 4 tiền cả. Draven sát đít thôi. Draven thì đánh một lần là thiếu một con nữa là lên được Draven 3, nhưng mà không thể nào lên nổi. Tôi biết là cái skin của Archop là Q rồi, nhưng mà trong này thì nó không có... Tôi hiểu là nó lấy chiêu Q của Archop. Khổ quá, anh em cứ phải bắt câu từ làm cái gì. Ý của tôi đang nói là trong này thì chỉ có dùng chiêu hoặc không dùng chiêu thôi. Thì thực ra ok, các bạn nói là chiêu Q cũng được, không sao, ok. Cảm ơn sao của Bình Lê nhá. Kinh nhở, công nhận là cái team cung thủ về nhiều khi nó điếm lắm ý. Tôi đánh có hai con mà có 25% mà nhiều khi mà nó cũng điếm lắm rồi. Tốc độ đánh ấy, con Varus thì khỏe vãi lìn. An đẹp không cần son phấn. Trời ơi, có bao giờ tôi đánh phấn? Tôi đã kể cho các bạn nghe những cái câu chuyện về tôi chưa nhở? À, đợi một chút để tôi bốc con này đã, xong rồi tôi kể chuyện cho các bạn. Nhưng mà tôi đi sau cùng thì chắc là cũng chả có con gì ngon cả. Tôi là một trong ít những bình luận viên gần như là duy nhất. Cái này tôi thấy là mình cũng tệ thật, nhưng mà hôm nay tôi xin thú nhận với các bạn là như thế này. Đợi một chút để tôi pick đồ đã, xong rồi tôi sẽ chém gió với các bạn tiếp. Tôi sẽ lấy con Atrox này. Tôi là một trong những bình luận viên không bao giờ trang điểm trước khi bình luận. Gần như không bao giờ trang điểm, trừ khi những cái event lớn tổ chức họp kiểu như là chung kết mùa hay như thế nào đấy thì tôi mới miễn cưỡng phải trang điểm. Chứ tôi là một trong những bình luận viên gần như trốn trang điểm nhiều nhất của VTV. Khá là tệ. Sao Varus của anh bắn nhanh thế á? Rõ ràng dành như này còn phải hỏi. Cuồng đao Guiso 25% cái nội tại của cung thủ nhân đôi tốc độ đánh. Cả hai cái này nó tích hợp lại với nhau thì làm sao mà chả bắn nhanh? Thế mà còn phải hỏi. Anh không tôn trọng người xem. Ủa, các nói câu kìa, chán đời không? Chứ không phải là da tôi đẹp quá tôi không cần phải trang điểm mà các ông ta lên thuyên. Gì mà không tôn trọng và vân vân. Da tôi đẹp rồi, tôi không cần phải... Ui rồi ôi. Đúng với bạn Tâm Bảo nói chuẩn. Cảm ơn Phạm Sơn đã tặng Safari. Đơn giản vì tôi đẹp trai quá, tôi cần gì phải trang điểm nữa. Anh biết giải thưởng chung kết thế giới 2019 là nhiều không? Ủa, bạn hỏi tôi toàn những cái câu vớ va vớ vẩn. Cái giải thưởng đấy nó còn tùy thuộc vào cái bán skin nữa. Người ta mà ăn nên làm ra thì người ta để giải thưởng nhiều. Người ta ăn nên làm ra, không ăn nên làm ra thì người ta để giải thưởng ít. Bây giờ mà các ông cứ tôi nói thế này nói vui thôi. Các ông nghĩ mà xem. Bây giờ cứ bán skin là các ông mua. Có phải là nhà phát hành có cái cơ hội kiếm tiền tốt hơn đúng không? Mà khi họ đã kiếm tiền tốt hơn rồi thì giải thưởng sẽ cao hơn là cái chắc chắn rồi. Một chú xe du à lợn. Bát tiền. Mẹ lại gặp Assassin hãm lìm thế. Cái tầm này là chưa phệt được cái bọn Assassin này. Bô la, đéo kịp bô la luôn. Tập này gặp Assassin là toang rồi, không bào chữa gì được cả. Thực ra là tôi để 1080 rồi đấy. Ăn đi. Tôi thấy nó hơi bị xanh một tí thôi, nhưng ăn vẫn ngon. Thề ăn vẫn ngon, nó hơi cứng. Chuối hơi cứng một tí. Cứng mới ngon đúng không? Tuyệt vời. Thích cứng là tốt rồi. Tôi cũng không thích những cái gì nó nhũn nhẽo quá. Úi dồi ôi, vừa cứng vừa to. Đúng gu. Nó lại ăn vào dòng đúng gu.
Nhớ ngày nào An còn nói Zeroth 100% ở lại DBL, vậy mà tuần sau anh đánh cho gam rồi. Cuộc sống mà, biết làm sao được. Tôi đang sợ thua cái bọn chó này này. Sợ. Hey, đừng thua nha, đéo vui đâu. Bắn chậm thế. Đồ. Bullshit. Quỷ kiếm Darkin. Cái gì cơ ạ? Tôi đang cố làm hòa với vợ đây các bạn ạ. Thôi bây giờ tập trung vào chơi game thôi, không nói những cái chuyện linh tinh nữa. Mày bắn tao mà tao bị bắn lại à? Đầu tư như vậy mà vẫn chưa đủ à? Kệ em chứ, em một cười thật chứ. Nhiều khả năng áp mẹ cấp. Đánh 4 cung thủ. Áp mẹ cấp đi. Thanh niên này có vẻ nhiều đồ này. Mẹ chưa gì đã có element. Element để kẹp với assassin à? Sao đánh có hai con assassin nhỉ? Dị hợm thế nhỉ? Thiếu con Kindred nữa. Ok. Paris 3 có hấp dẫn không các? Khỏe vãi lìn lại hỏi hấp dẫn không. À, có một điều như thế này anh em cần phải biết. Và anh em nào mà biết rồi thì tôi nhắc để anh em cần phải nhớ. Đấy là con Elise của bộ Demon sang phiên bản 9.14 thì nó sẽ là một con một tiền. Người ta đang cố gắng búp cho con Elite bởi vì tỷ lệ chơi Elite bây giờ nó thấp quá. Mặc dù con Elite là một con cũng không phải đến nỗi tệ. Tôi đánh giá là không đến nỗi tệ. Mà anh em ghẻ lạnh nó nhiều quá. Thật sự mà nói là anh em ghẻ lạnh nó hơi nhiều. Varus 3 bắn một cái chết 5 thằng. Chứ còn gì nữa. Các bạn nhìn đam thì biết đây này. 800 đam mà các ông cầm thêm mũ thì có phải nó lên thành 1200 đam không? Mũ là cái gì nhở? Mũ là tăng 50% spell đam đúng không nhở? Hình như thế, tôi nhớ không rõ lắm. Vì trí nhớ của tôi kém lắm. Thì các bạn cứ hình dung một 800 đam mà thêm 50% của spell đam thì nó phải là 1200 đam phép. 1200 đam phép. Kinh vãi clean. Nó là một thứ kinh tởm. Siêu kinh tởm. Tôi không hề ít chơi Elite nha, các ông đừng có nhầm, tôi chơi Elite hơi nhiều. Ôi, trời ơi. Nít mẹ con Brand này ngon quá, trời ơi bố mẹ. Tôi đang cần con Brand, ui, lại cái Demon này, trời ơi. Toàn, nít mẹ toàn đồ ngon, thằng chó này có cái con Darkin ạ. Xong rồi tôi về rồi bắt một, tôi cho cái Darkin này vào một con bất kỳ, để nó có thêm Demon lại trừ mana cho tôi. Đùa cay thế. Biết là cái gì. Ở nhà có một cái dao áo choàng bạc rồi thì chắc là về vứt thành cái phong kiếm vậy, đành dùng phong kiếm chơi chơi. Đồ ngon quá đi mẹ. Ước gì mình ít máu để được đi chợ. Ma nữa. Đây rồi.
lên. Bây giờ làm sao mà up được con này 2 này. Up được con này 2 vứt vào là có thêm bộ ma này là ngon này. Khỏe lắm rồi. Bốn cung thủ bắt đầu khỏe lắm rồi. Ăn đi em. Ăn lút cá đấy. Rẻ không em mua 20.000. Ừ cầm cả mẹ quả cả nải xong rồi ăn thừa thì mang về cho anh là được. Ngon mà. Ui chuối của anh thì lúc nào chẳng ngon, lúc nào cũng to dài không đen mà lại cong. Xôi ui. Nó đáp ứng mẹ, nó đáp ứng mọi nhu cầu về một quả chuối, quả chuối đẹp. Mua chó gát đi á, tôi không có nhu cầu lắm. Tôi có ý tưởng là cho con khác rồi. Lên level nữa tôi vứt con này vào này. Con Nidalee tôi sẽ vứt. Con Nidalee tôi sẽ vứt, chứ tôi đang chưa biết vứt con gì đi để thay Nidalee. Cảm ơn Tuấn Cường tặng sao nha. Bất tử. Bất tử. Đấy, thằng này này, thằng chó vừa lấy cái Darkin của mình. Mình mới có cái Darkin này thì có phải là tôi biến được thành, tôi sẽ chơi bốn con Demon không? Lissandra. Feel the power of true ice. Brau với Leona không? Tôi chả hiểu các ông nhìn vào cái đội hình này của tôi, các ông lại xui tôi đánh Braum. Đánh Braum mới làm cái gì? Thêm được con băng tộc làm cái gì đâu? Kêu bất tử á? À? Nhưng mà vấn đề là kêu bất tử vào cái đội hình này nó bị lạc quẻ. Nó bị lạc quẻ, anh em hiểu không? Thế nào là lạc quẻ không? Con kêu vào là lấy được cái gì nhỉ? Hiệp sĩ à? Lấy hiệp sĩ à? Không ấn tượng lắm. Bình thường, không ấn tượng lắm. Khá được, đồ đạc cũng không đến nỗi tệ. Khó nghĩ nhè. Cái dàn trước này hơi yếu này. Cà thớt. Ván này không đánh cà thớt được. Cà thớt vào rất là ngớ ngẩn. Cực kỳ ngớ ngẩn. Khóa cái tên này lại. Tôi buộc phải khóa cái tên này lại. Sở quên. Ai chà 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 chà. Sở quên, sở quên, sở quên. Hai ác quỷ. Thôi, bỏ bỏ bỏ, đánh 2 CC cho nó mạnh. Đánh 2 CC. Hay có nên vứt thêm một Demon vào không nhỉ? Tôi nhìn con Brett này vào. Ván này có nên đánh hai băng quốc, hai hiệp sĩ, hai ác quỷ. Căn bản là đánh 4 cung thủ đã quá khỏe rồi. Ôi bỏ Brett đi. Đây rồi, một con. Nhiều brand thế thì tự dưng con hàng là một công hiến anh em ạ. Mà đấy lại brand này. Nhưng ván này mình không đánh brand. Hay cho brand vào thì vứt cho gát đi à. Ừ,
lại Kennen này. Đấy, đủ bộ element rồi đấy. Ván này không nhất thiết là phải đánh element. Thôi xong, gặp Assassin thì toang sâu rồi. Cái bộ cung thủ này gặp Assassin rất khó đánh. Cực kỳ khó đánh, bị counter đấy. Bị counter cực chặt luôn đấy. Chém. Gần như là cái bộ cung thủ này gặp Assassin thì không có cách chống đỡ. Rất khó để xếp. Chó gát này. Fuck. Thì cơ bản là định lấy con cho gát, nhưng mà thôi, nó lấy mất rồi thì phải chịu. Nhớ nhá, cung thủ rất là sợ Assassin, rất sợ. Mày thế, con kinh vẹt đã bật bất tử kịp, không thì cũng toang. May mà bật bất tử kịp. Đang nghiên cứu. Chó gạt này. Bán này tôi nhìn là tôi biết không nhất được. Tôi không nhất được. Nhiều Assassin quá. Phải đến hai thằng chơi Assassin thì làm sao mà tôi thở được. Này, toàn Assassin đấy, hiểu thở kiểu gì. Còn Kinvet này phải bung ra được này. Phải bung một cái chiêu bất tử ra thì chơi được. Thật sự khó ỉa đấy nha. Khó đánh đấy. They will no regret. Không ăn thua lắm. Vấn đề là tôi xếp đội hình sang bên trái thì bọn nó lại đổi đội hình sang bên phải, nó sẽ dễ hơn tôi bởi vì nó là Assassin, nó đổi nhanh hơn là cái bộ này. Thế nên là cũng rất là khó. Kiểu gì bọn nó cũng đổi lại thôi, cái tầm này bọn nó biết chơi hết rồi. Tầm này end game rồi đấy, lắp nốt rồi. Tầm này end game này. Này Assassin này. 1, 2, 3. Thằng này cũng Assassin. Thằng này cũng Assassin. Tầm này chỉ có hy vọng. Xếp bên dưới này dày một tí. Đấy, xếp thế này thì không sợ này. Xếp bên này thì còn thở được này. Tất cả đánh với Assassin thì nó chỉ là giao so xếp cờ thôi.
Nên là thường thì thằng assassin mà nó đánh cẩn thận ý, thường một thằng assassin đánh cẩn thận thì bao giờ nó cũng check cờ đối phương và nó sẽ cố gắng xếp để counter. Nhưng mà để xem hai bố trẻ này có tự giết nhau để cho tôi nhất không, tôi cũng chỉ mong là hai nó tự giết nhau thì tôi mới nhất được, chứ không thì tôi không thể nhất được. Thẳng thắn mà nói là như thế. Đấy, nó xếp lại rồi này, thấy không? Tôi còn 3 giây tôi không xếp kịp bên này. Nó xếp lại rồi này, nó xếp sang bên này rồi này. Không xếp kịp, may thế, gặp thằng... may quá, gặp thằng này thì chơi được. Gặp thằng này thì may ra còn thở được. May ra còn thở được. Lên trời. Để giết con Pai đi. Giết con Pai đi. Nhưng mà để mẹ gặp con Anivia đéo thở được. Con Anivia cái vùng lạnh giá của nó làm chậm, nó có tốc rào làm chậm tốc độ bắn, khó chịu vãi lìn. Úi giời ơi, đéo kịp với Atrox 3, không biết còn được chơi không. Chắc là còn được chơi, thằng này thì ăn được. Thằng này chỉ cần xếp đúng là ăn được nó. Sợ là sợ cái thằng Anivia 3, Anivia 2 kìa. Đấy, sợ mỗi thằng Anivia thôi, chứ thằng này thì không sợ. Thằng này chỉ cần xếp đúng bên của nó là ăn tiền. Đấy, Atrox 3 rồi này. Chờ trận này không top 1 được. Chờ hai con hĩ mới giết nhau thôi mà khó quá. Nước mắt. Sẽ phải lấy nước mắt. Thì cho con Kindred đi, cho con Kindred nó bung được cái bất tử sớm tí nào hay tí đấy. Thế mới kịp bung không? Hoặc là cho mẹ cái đống gây CC, lấy cái nước mắt để cho cái bọn gây CC, con nào hay con đấy. Cho con nào bây giờ đây? Sợ nhất là nó xếp lại đội hình thôi, thì là khắm lắm luôn. Thấy không? Thấy không? Gần hết giờ nó xếp lại tôi đéo làm gì được. Vấn đề là như vậy, nó chỉ cần thay hai con. Đội hình của nó chỉ cần thay hai con, còn tôi phải thay hết cả 9 con nên là rất là khó. Rất là khó ỉa là như thế. Nhưng mà vẫn đỡ được, vẫn đỡ được, vẫn đẹp được. Vẫn đẹp được. Cho hai thằng này giết nhau thôi. Ý về hai thằng vẫn chưa chết này. Có người xui tôi bán Atrox 3 để lấy con Morgana 1 ạ. À. Được cái chứ nhờ. Đây, bắn chết con chim luôn là đẹp luôn này. Phải làm đấy, con chim chết thẳng luôn, hay thế, Phantom. Nhưng vấn đề là con cho gát thì đéo được tung CC, hơi căng. Thở được. Giết con, thở được không? Bắn xuyên. Ui! Con này thua kìa, cay vãi lìn. Ui, tiếc quá. Thì mà trận đấu này kéo dài. Ui, đại bác này. Thái chà chà chà. Nó lại làm một cái gì đấy. Khá là gì và lại lọ.
Căng quá, ván này căng quá. Cái gì thằng Cường nói cái gì? Mày nói cái gì hả Cường? Xạ thủ thì nên tanh con gì mạnh? Bạn câu hỏi của bạn vĩ mô quá, tôi không trả lời nổi. Đại bác liên thành, mẹ dồn hết tình thương cho Kindred. Kiểu gì nó cũng xếp sang bên kia cho mà. Thằng này này, đấy. Thằng này kiểu gì cũng xếp sang bên kia cho mình xem. Vấn đề là nó xếp để chống mình hay xếp chống thằng kia thôi. Tầm này chả muốn roll nữa, bởi vì sao? Bởi vì roll rất mất thời gian, mình không xếp lại được chúng nó này. Chết luôn con chim băng này, chết luôn chim băng này. Trời ơi, thì phải tôi biết mà. Tôi chẳng đẻ ra mấy con chim băng nhưng vấn đề ăn được không này. Hơi căng, cái nè nhiều đam lắm. Căng quá nhở. Ăn được, ăn được, ăn được. Cái nè, giết cái nè. Tuổi lin. Chết không? Ui, ông chết kìa. Ui. Căng quá nhở. Hai tình hình. Tình hình là tôi sẽ găm, tôi phải tách đội hình ra để tôi thu hút cái bọn assassin này mới được. Vứt mẹ một đôi cây dơ ra đây này. Cho nó hút bớt assassin. Đấy bọn nó xếp lại ai? Bọn nó xếp kiểu counter ngay. Ôi nó lốc, lốc khéo thế. Hất tung, hay quá, địch mẹ con bài đứng im luôn. Hay quá, hay quá, hay quá. Đép được rồi, đép được rồi, đép được rồi, đép được rồi, đép được rồi. Để con Anivia này khắm thế nhở, tuổi lìn. Nào thì rút cục của thằng nào còn sống nào. No cure for fools. 52 tiền. Mẹ thằng này tôi lại, chính là thằng này là thằng tôi sợ hơn này, có Anivia 2 mới là cái con mất dạy này, con khốn nạn này. Ôi, nó có Blitz, địt mẹ tôi chết tôi rồi. Chó chết thật. À nhưng mà kể ra cũng được nha, không sao đâu nha. Ơ, Blitz bị lốc, chết con mẹ mày đi. Ít nhất là bố mày còn được bắn vài phát trước khi bố mày bị kéo. Rồi thì làm sao? Bắn đi em, bắn đi em. Đúng rồi, lại thành hay, lại thành hay. Ui, chơi được không? Chơi được không? Ôi, thua rồi. Thì mẹ phút cuối nó vứt con Blitz vào. Đéo để ý được, cay vách cả lìn. Ui, 42 tiền không đủ lên cấp ở đấy. Ở đấy lên cấp là 50 tiền, 52 tiền mới đủ lên cấp. 42 làm sao mà đủ. Ôi cày thế, suýt chút nữa được lên đỉnh thì mẹ. Cái gì đây? Nhìn chung trải nghiệm Liên Minh Huyền Thoại của tôi trong tuần là rất thú vị. À thú vị, thú vị. Đồng ý mạnh đi, ok.